Huyện Thủy Nguyên hiện còn gần 420 hộ với khoảng 1.500 người sinh sống ngoài đê và một số đoạn đê cống sung yếu thuộc đê tả sông Cấm, đê hữu sông Bạch Đằng. Trước diễn biến khó lường của bão số 2, địa phương đã chỉ đạo thực hiện các phương án vận hành cống dưới đê, khơi thông dòng chảy, hạ mức nước đệm và sơ tán dân ở vùng nguy hiểm, hộ nuôi trồng thủy hải sản ngoài đê về các khu vực an toàn. Đối với một số dự án xây dựng đang triển khai trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ chỉ đạo các cái công trình hiện nay đang xây dựng yêu cầu các nhà thầu cùng với ban quản lý thu gọn vật tư tránh thiệt hại. Đặc biệt là những cái công trình đang đào ví dụ như rãnh thoát nước thì phải có cảnh báo khu vực thủy nguyên một số những cái vùng sát núi thì cảnh báo cho bà con các cái tuyến đường xung quanh sẵn sàng ứng cứu phối hợp với sở thông với các ngành đảm bảo an toàn giao thông các cái công trình hiện nay đang xây dựng thì đảm bảo cái việc an toàn theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, đến thời điểm này, đơn vị đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho hơn 2.400 phương tiện với gần 8.000 lao động đang hoạt động và neo đậu diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Riêng tại cảng cá Mắt Rồng, đến chiều nay đã có khoảng 230 tàu thuyền với hơn 1.260 lao động về tránh trú để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng của bão số 2, Ban chú ý phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng có thông báo tạm ngừng các hoạt động vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo cát hải, phù long và các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, ven biển, đảo và ven sông từ 18 giờ hôm nay, mùng 10 tháng 8 năm 2022.